nhiễm hạnh đức diệu màu biết bao. Giới như anh lạc bưu châu, giới như hương đức nhiệm màu thơm xa. Vào nhà vô dư dưới như thuyền lớn bao la, biển sông phao nổi lướt qua sóng trần. Giới nghiêm hướng đức chân thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay đạo tràng chùa Bửu Quang chúng ta tổ chức khóa tu học một ngày lần thứ 84. Hôm nay đầy đủ duyên lành hiện diện trước mặt toàn thể đại chúng trên pháp tòa hôm nay là ni sư giảng sư Tích Nữ Hương Nhũ, một vị giảng sư danh tiếng mà có lẽ hàng Phật tử chúng ta rất nhiều người đã biết đến qua những bài pháp thoại đi vào lòng người. Hôm nay đầy đủ duyên lành ban tổ chức khóa tu chùa Bửu Quang chúng ta được cung thỉnh ni sư đến để có buổi pháp thoại cho đạo tràng tu học chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn cùng đón ni sư giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ chùa Bửu Quang, cũng là trưởng ban tổ chức những ngày tu an lạc cho các hàng Phật tử. Kính thưa ban tổ chức, cảm ơn quý thầy đã tạo duyên lành cho con được về ngôi chùa Bửu Quang thân yêu của chúng ta và chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử trong một ngày tu cuối năm. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, vừa đến chùa Bửu Quang, Hương Nhũ nghe tiếng thầy căn dặn các hàng Phật tử chúng ta không có cái ngày nào mà nghỉ đâu, ngày Tết cũng tu, thường là 25 tháng chạp có những chùa sẽ là được là ngưng chuông, nghỉ mõ, khỏi tu hành. Nhưng mà tại Bửu Quang thì thầy nói vẫn tiếp tục là tụng niệm. Và điều đó, cái lời căn dặn của thầy á, nó rất là khế hợp với cái tinh thần và bài pháp thoại hôm nay mà Hương Nhũ muốn khuyến tấn nhắc nhở cùng với các hàng Phật tử. Bởi vì cái sự tu tập của chúng ta mà không có một cái sự tinh tấn, bền bỉ, với cái sự tu tập của chúng ta kiên trì nhất tâm, không có chấp nhận những cái lối sống cách tu nửa vời, thì như vậy mới đi đến cái kết quả. Đức Phật hãy dạy chúng ta sống với hiện tại, nghĩa là chúng ta hãy học một cái lối sống có mục tiêu, có lý tưởng, và chúng ta bền bỉ thực hành với cái lối tu tập như thế. Nghĩa là đối với người đời hay dùng cái từ là sống cho dứt khoát. Con người ta nhiều khi biết điều đó là hay, là phải, nhưng mà rồi nghe những cái lời bàn luận, những ý kiến nói ra, nói vào, rồi mình thay đổi, mình không còn kiên trì nhất tâm nữa. Cho nên có những người ngày nào rất là tinh tấn, xong rồi một thời gian sau, nghe bàn luận, tính toán, nói tới, nói lui, tâm tinh tấn, nhất tâm tu tập nó đã biến mất rồi, nó trả mình lại một cái con người là bê tha, là phóng túng, rồi lười biếng và không có kết quả trong việc tu học. Cái cách sống dứt khoát đó, nhà Phật gọi là đức dũng. À, chúng ta là người Phật tử đều phải biết đến tinh thần là bi, trí và dũng. Ai cũng phải có tâm bi hết, rồi phải có đức dũng. Và tất cả những cái tố chất đó phải được soi rọi dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cho nên pháp thoại hôm nay, Sư Hương Nhũ muốn nhắc nhở đến tất cả các hàng Phật tử, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phải kiên trì trong cái việc tu tập của mình. Bởi vì mình tu là cho ai hả các vị? À đúng rồi, mình tu cho chính mình. Mà cái không khí tu tập ở chùa Bửu Quang đó,
thì sư thấy rất là an lạc và rất là hoan hỷ. Sư vô là những cái chàng vỗ tay hân hoan, những cái nét mặt là phấn chấn, rồi tất cả những tinh thần được nghe pháp và tu tập đúng chánh pháp. Cho nên có thể nói rằng đạo tràng của chùa Vũ Quang đã để lại trong cái tinh thần của sư Hương Nhũ những cái niềm phấn chấn để có bài pháp thoại hôm nay. Cho nên xin thân mến chào các vị đã về đây hôm nay. Quý Phật tử thân mến, cũng có nhiều người đó về chùa xong nói thôi, con là kiếp này nó gia duyên nó ràng buộc, nó bận rộn đủ mọi thứ, rồi nghiệp chướng con nặng lắm sư ạ, cho nên thôi kiếp này gieo duyên thôi, rồi kiếp sau con sẽ tu đó. Và nhiều người hẹn hò lắm, cũng có người nói rằng là làm gì làm ăn cho qua cái Tết này cái đã rồi tính đó, rồi tu gì cũng vậy hết á, giới pháp thì thầy dạy rồi nhưng mà đôi khi giữ giới kỹ quá không có tiền, cho nên thôi làm gì cũng phải qua cái chuyện làm ăn này cái đã, có tiền vô rồi con sẽ hứa với thầy con tu đó. Thế nhưng mỗi một lần chúng ta hứa như vậy đó là một lần chúng ta đã thối chuyển và một lần chúng ta không có sống với cái chân tâm Phật tánh trong sáng của mình. Cứ một lần mà mình lần lựa, mình hứa nay, ngày mai, đó là một lần chúng ta hẹn hò với ma, với quỷ. Tại vì quỷ ma thì thích mình hẹn hò lắm, rồi lười biếng, rồi hẹn hò làm sao để có tiền bạc, bất kể điều đó là phạm giới, bất kể điều đó là nó đưa đến cái gì, cái hậu quả của các cái con rắn độc, tham lam, sân hận và si mê để đưa mình về địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà các vị thấy không, trong đời sống để mà lúc nào cũng giữ được một cái chánh niệm tỉnh giác tu hành, người Phật tử đó phải có đạo tâm kiên cố. Cho nên chúng ta trở về một ngôi chùa được tu tập mà vị thầy lúc nào cũng nhắc nhở tu cho mình và không có ngày nghỉ. À, mình cứ nghĩ mình tu như vậy là quá nhiều rồi. Bao nhiêu khóa tu mình đều có mặt, bao nhiêu công đức mình cũng có làm. Người ta gieo duyên chút xíu Phật còn cứu, huống chi là mình. Mình nghĩ vậy, cho nên rồi hẹn nay, hẹn mai, hẹn lần, hẹn lửa, và đôi khi là mình thối thất cái tâm bồ đề của mình. Có biết đâu, mỗi khi mình thối chuyển, mỗi khi mình làm những cái việc, lời nói, ý nghĩ hay việc làm mà không đúng với chánh pháp, thì chúng ta đã bị hao tổn công đức, gọi là bán phúc đức mà sống, bán phước để mà ăn. Cho nên bài pháp thoại hôm nay sư sắc dẫn các hàng Phật tử của chúng ta đã gieo nhân với Phật pháp thì phải tưới tẩm cái hạt giống trong lành đó để cho đâm hoa đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết quả, để rồi tất cả hương sắc của giới hạnh, của phúc đức nở rộ trên mọi miền quê hương đất nước của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, chúng ta đừng hẹn nay, hẹn mai. Có nhiều người nói với sư rằng, sư ơi, con biết là trong các hàng thánh quả nè, có dự lưu nè, đào không? Đó. Rồi là sơ quả tu đà hoàm, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Trời ơi, bây giờ mà nói, có nhiều người quy y mà còn hẹn nữa. Nói là già rồi quy y, chứ bây giờ con còn phải chờ ba đứa con đám cưới hết rồi con mới quy y sư à? À, hỏi sao vậy? Đám cưới thì cũng còn phải là sát sinh hại vật, đám cưới cũng còn phải có miếng rượu, miếng chè, cho nên thôi con không quy y. Đó, rồi con của con thì sao? Con của con nó phải sanh đẻ đã sư ạ. Tại mang thai sanh đẻ rồi nó phải ăn cháo lươn, cháo ốc, cháo hến gì đó cho nó có sữa, cho nó khỏe khoắn gì đó, cho nên thôi để từ từ con nó lớn rồi mới quy y. Có nhiều người đưa ra những lý do rất tầm thường như vậy để thối thất cái chuyện mình quy y là mình xin làm con của Phật chứ có gì đâu, phải không nào? Nhưng mà mình thối thất bởi vì làm bạn với ma, với quỷ nó cũng dễ hơn. Nhưng mà nói mình làm bạn ma quỷ thì mình không chịu. Nó con nhà Phật mà. Đó, con chỉ hứa thôi, con chỉ khất lần, khất mòn thôi. Chính vì vậy mà tất cả những cái quả vị để được giải thoát, để được an vui, chúng ta không bao giờ có thể đặt chân đến. Niềm khóa tu một ngày an lạc, thì đến chùa thì an lạc, về nhà thì hết an. Là vì tâm của mình chạy lung tung tứ phía bốn bề. Và tất nhiên trong cái vấn đề chạy vậy, bởi lòng tham sân si đó, mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp, bao nhiêu là tội. Và do vậy tội nghiệp đưa chúng ta phải luân hồi trong ba cõi sáu đường.
Sư mới nói với các vị đó, Đức Phật tạo chúng ta rất là nhiều cái nhân duyên để tu tập. Không phải các bài pháp Đức Phật dạy chỉ cho các hàng xuất gia đâu, mà nếu ai nghiên cứu kinh điển của nhà Phật sẽ thấy hơn một nửa cái số kinh điển trong kinh tạng Pali đó thì Đức Phật nói cho những người cư sĩ tại gia. Đó, sư trở về đây đó vừa mới nói với vị thầy tri sự là sư mới đi Tích Lan trở về. Trong những ngày đó thầy liên hệ với sư không được, chắc thầy lo lắng lắm, không biết rằng là cuối cùng rồi ngày hôm nay sư có đến chùa Vũ Quang không? À, cho nên vừa đặt chân về tới sân bay Tân Sơn Nhất là sư nhắn tin lại với thầy rằng con sẽ đến chùa Vũ Quang, con sẽ gặp quý Phật tử và chia sẻ pháp thoại. Và sư muốn nói với các vị rằng sư đến cái đất nước Tích Lan và trở về đó, tại sao nơi đó cũng có tăng ni sinh Việt Nam du học ở bên đó, và nơi đó có thờ một chiếc răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà ngài nhập niết bàn thì là trà tỳ nhục thân của Đức Phật, thì trong cái những cái xá lợi còn lưu lại sau khi trà tỳ nhục thân của Phật có một cái chiếc răng, có mấy cái răng đó, thì một trong những chiếc răng đó, nó sáng ngời như ngọc, nó không hề bị lửa làm thiêu cháy. Và trong kinh Pháp Hoa chúng ta hay nghe trong răng ngọc rắn tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Mà bên Tích Lan thờ cái răng xá lợi của Đức Phật, mà các vị biết ông 4 giờ sáng là các hàng Phật tử cư sĩ tại gia họ đi trên đất từ ngoài đường, họ đi vào cái tháp phụng thờ xá lợi răng của Phật và họ tụng kinh chiêm bái trong một tiếng đồng hồ. Tức là họ là cư sĩ tại gia mà xếp hàng đi cuồn cuộn dòng người. Các sư mà đến trễ cũng đi sau thôi, bình đẳng, ai đến trước vào trước, ai đến sau vào sau, để chiêm bái rồi thiền tập và kiểm nghiệm lại mình đã làm những điều gì có đúng như lời Đức Phật dạy không. Buổi chiều khi người ta đi làm về, hoàng hôn buông xuống, người ta cũng trở về chùa, người ta không có dành thời gian rảnh để mà đi đến các quán nhậu, trà đình, tủ điếm, khách sạn. Giới trẻ Việt Nam bây giờ là sư sợ hãi lắm, sống gấp, sống vội, pháp hay. Đó. Mà những con người dân ở Tích Lan hiền lành đó, buổi chiều họ cũng tự đi đến chùa. Sáng sớm 4 giờ là cái giờ mà quý thầy xuất gia, quý sư là người đệ tử xuất gia của Phật là thức dậy công phu. Có ngờ đâu là các hàng Phật tử ở các xứ như Tích Lan, như Miến Điện, họ cũng thức dậy cái giờ đó. Họ đến những ngôi chùa, những nơi tháp thờ xá lợi Phật để mà thiền tọa tụng kinh niệm Phật. Sư phải kể ngay cái chuyện đó, vì chuyện hay là mình phải học. Chúng ta phải học những điều hay. Cho nên đạo tràng ngày nào có thể mới thành lập vài mươi người, vài trăm người, rồi đến mai mốt ra ngoài sân cả ngàn người luôn. Đức Phật chỉ mỉm cười hoan hỷ vì đàn con của Đức Phật không để cho ngài cứ đứng chờ mãi mà không thấy các con trở về. Hững hờ nghĩa là gì? Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tự chạy tây đông. Mẹ là Phật á, đứng chờ hoài à, còn con chạy đông chạy tây, hẹn nay hẹn mai, hẹn lần hẹn lửa. Đó, cho nên những cái gì mà nhắc cho hàng Phật tử tinh tấn, suy nghĩ đó là điều quan trọng hơn tất cả. Thì chúng ta nghe pháp đã nhiều, chúng ta hiểu cũng rất nhiều. Đó, người đệ tử Phật là tin sâu nhân quả, người đệ tử Phật là kính Phật pháp tăng, người đệ tử Phật là hành trì 5 cái điều luật dành cho người cư sĩ tại gia. Rồi tu tập bát quan trai thì giữ gìn 8 giới, mình thuộc lòng hết. Nhưng mà tại sao cứ buồn hoài, khổ đau hoài, than chất hoài? Đó là không tinh tấn. Cho nên chúng ta phải có đức dũng. Đức dũng đó là chúng ta không có làm bạn với ma, với quỷ, với những bạn xấu, bạn ác mà nó lôi kéo mình ra khỏi con đường chánh pháp. Cho nên đã biết lợi ích, phải quyết tâm tu tập. Dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềm ba chân, là quyết tu tập, tinh tấn. Mình cư sĩ tại gia, nhưng Đức Phật cũng rất thương mình, cho mình những lời dạy, những giới pháp để mình tu hành. Và rồi mình cũng đến bến bờ giác ngộ, là mình sống với chân tâm Phật tánh của chính mình.
À, sư muốn kể cho các vị một câu chuyện ngay thời Đức Phật còn tại thế. Là cứ buổi sáng Đức Thế Tôn, thấy chưa nào, đắp y mang bát và đi đến nhà của những cái người gì, Phật tử cung thỉnh Phật đến để được cúng dường, được nghe pháp. Hoặc nếu ai không cung thỉnh Đức Thế Tôn thì Ngài đi đâu? Ngài sẽ quán chiếu nhân duyên và đến với những người có duyên với Ngài để mà giáo hóa. Thì ngày hôm đó, tín nữ Kaligoda ở Kapilavastu là kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, cái nơi quê hương của Đức Phật. Thì Ngài thành đạo rồi, cũng có những lúc Ngài trở về quê hương của mình để mà hóa độ. Cái người đi xuất gia rồi thì hóa độ tất cả chúng sanh, và người ta đền đáp công ơn của cha, của mẹ, cụ huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, cũng là bằng cách hóa độ, cũng khuyên những người thân của mình phải biết néo đường ngay lẽo thẳng mà tu hành. Cho nên lúc đó Đức Thế Tôn mới tại kinh thành Kapilavastu, buổi sáng Ngài đắp y mang bát đến nhà của tín nữ Kaligoda. Sau khi Ngài an tọa rồi thì Ngài mới dạy rằng: này Kaligoda, con có biết không, một người cư sĩ tại gia thành tựu bốn pháp như sau sẽ đắc quả dự lưu. Dự lưu là sơ quả Tu Đà Hoàn. Mà cái quả đó là sao? Không bao giờ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không bao giờ phải đọa vào các đường xấu ác. Người đã quả dự lưu rồi đó thì dễ dàng sanh thiên hoặc trở lại cõi người ở những cảnh giới thù thắng tốt đẹp và đầy đủ duyên lành để tu tập thăng tiến cho đến ngày giác ngộ. Vậy chúng ta cũng là cư sĩ tại gia, chúng ta có phát nguyện tu tập để chứng quả dự lưu không ạ? Có nhiều người đó sư nói hẹn, hẹn nay hẹn mai, hẹn mai rồi con tu, hẹn kiếp sau rồi con tu, hẹn tháng tới con tu, hẹn qua năm 2018 Tết xong rồi con tu, hẹn mấy đứa nhỏ nó lớn rồi con tu, hẹn ông xã chết rồi con tu. Hẹn đủ kiểu hết trời, có vậy không? Có. Sư đâu có nói chơi đâu mà sư nghe nè. Hồi nhỏ ở với sư bà không có biết, bây giờ sư bà cũng cho đi trụ trì rồi. Đó, chuyện gì người ta cũng lên kiếm trụ trì, người ta kể hết. Thành ra mình biết nhiều thứ, biết nhiều điều lắm. Nhiều điều nghĩ không ra luôn, phải không nào? Đường sáng thì không đi, thích đi vô đường tối tăm buồn lầy, xong than khổ, than bước không nổi, than dơ, than giấy, cũng do mình thôi. Phật dạy không ai làm cho mình nhiễm ô, chỉ có tự mình làm cho mình nhiễm ô mà thôi. Không ai làm cho mình thanh tịnh, chỉ có tự mình tu tập làm cho mình thanh tịnh mà thôi. Nhưng mà quý Phật tử thấy đó, đời mà thuận buồm xuôi gió rồi đó thì vui vẻ lắm, mà có gì không vừa ý rồi đó thì trách móc, chê bai. Có người trách cả Phật, cả chư Bồ Tát, cả Thánh Hiền Tăng, cả ông thầy của mình trách hết, không chừa bỏ ai. Ông chồng thì coi như không có cái lời nào mà đẹp để mà nói với ông như ngày xưa mới yêu nhau hết á. Ông, tại tôi lấy ông mà tôi khổ như vậy, rồi nguyền rủa. Rồi ông nói tại tôi gặp bà mà tôi như thế này, chứ tôi nam nhi chi chí hiên ngang mà tôi gặp bà mới thế nọ thế kia. Như là đem nhau ra để mà mỉa mai nhau, để bài bác nhau, để đem sự đau khổ cho nhau. Bây giờ mình tu tập rồi, mình giữ giới bát quan trai, không phải chỉ tại đạo tràng, mà mình ở tại gia, mình cũng giữ cho thanh tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Có như vậy, mình mới không đọa vào các đường gì, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và cái quả dự lưu, nó ngay trong bàn tay của mình, nó ngay trước mắt của mình, chứ không có hẹn ngày mai, kiếp sau, hay là kiếp nào con xuất gia, con mới nghĩ đến cái chuyện đắc quả, đắc thánh quả. À, cảm ơn các vị Phật tử trong đạo tràng. Thấy chưa nào? Sư nhìn thấy đạo tràng của chúng ta là gì? Là nhìn lên ở trên pháp tòa với một cái đôi mắt rất là sáng, phải không nào? Miệng của các vị là mỉm cười, và thấy ai cũng trẻ ra mấy tuổi hết trơn á. Bây giờ đoán tuổi chắc đoán trật rồi. Nhưng mà mình phải sống làm sao mà lúc nào trong tâm mình cũng có mùa xuân, mình mới trẻ mãi các vị ạ. Còn cái cuộc đời này là sanh lão bệnh tử, chẳng ai đi ngược với quy luật của cuộc đời. Nhưng mà cứ đến Tết là bao nhiêu cát tường nè, bao nhiêu an lạc nè, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an nè, rồi là
tính phước nè, rồi cái gì cũng đem ra chúc cho nhau hết trơn á. Đó, rồi qua Tết thì sao? Nợ nè, đòi tiền, đòi nợ nè. Hôm trước Tết vay người mở ăn Tết giờ trả đi chứ. Trời ơi, mới Tết xong tôi chưa kịp gì hết. Cái lên mới ngày nào chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Bây giờ toàn đem chuyện chiến tranh cho nhau không, chẳng thấy bình an đâu hết. Mình muốn tấn bình an, chúc bình an, chính mình phải bình an cho mình và bình an cho tất cả. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là bình an cho cái nhà mình, còn nhà người ta có chiến tranh, có bạo loạn bao nhiêu, mình cũng là sống chết mặc bay, chỉ biết tiền thầy vô trong túi mình thôi. Cái điều đó nguy hiểm lắm. Mà ở cái đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta cái điều gì? Cái phúc đức của con người là nghĩ đến an vui và hạnh phúc cho tất cả. Sống trong một gia đình thì cái người vợ lúc nào cũng hy sinh cho chồng, cho con, thì người chồng cũng phải hy sinh những cái gì hay, cái gì đẹp cho con, cho vợ. Đức Phật dạy đầy đủ lắm. Người chồng có 5 bổn phận với vợ, người vợ có 5 bổn phận với chồng. Mà những cái bổn phận của vợ với chồng nó xưa nhớ lắm, là phải kính quý cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Đó, lúc nào cũng phải là thức khuya và dậy sớm. Còn người chồng á, nếu có cái gì quý, đẹp, có thể đó là quà tặng, là hãy nghĩ đến vợ. Bởi vì người vợ có thể làm việc quanh năm, vất vả, mệt mỏi, mà người chồng chỉ nói một lời cảm ơn em với một món quà đơn sơ thôi. Ví dụ như hôm nay tôi mua cho em cái quạt máy nè, không nào? Thế em làm việc nhiều khi nó nóng nực quá, cái gì cũng cho con, tôi mua cho em cái quạt. Quạt có 200 ngàn chứ mấy. Mà người vợ cảm động biết bao nhiêu, thấy tình cảm vợ chồng mình quý kính nhau từ ngày nào cho đến bây giờ cũng vậy. Người ta hy sinh cho nhau mà không có thấy khổ. Chấp nhận ở trong cái con đường người cư sĩ tại gia rồi, phải làm hạnh phúc cho nhau, an vui cho nhau chứ. Chứ đâu có nói rằng chờ ngày mai con về Tây Phương Cực Lạc rồi con sẽ có một cái gì, một cái đời sống an lạc, bất thối chuyển. Đâu có chờ như vậy được. Đó. Mà ngay bây giờ cái người ngay bên cạnh mình nè, mình không có lời hay, lời đẹp, gọi là sự khả ái cho nhau, khả ái và khả ý cho nhau, thì cuộc đời mình không bao giờ có được những điều như ý, những sự toại nguyện. Cái gì mà mình muốn mà không được thì mình biết rằng mình đã từng làm nhiều chuyện bất trắc cho người, cản trở cho người. Cho nên cái gì đến phiên mình là nó trục trặc. Có người muốn là được, làm là thành tựu, là bởi vì cái người đó lúc nào cũng gieo những cái nhân lành cho mọi người, giúp cho mọi người thành tựu các cái tâm nguyện, bổn nguyện của mình. Cho nên đến khi việc của mình là nó thành tựu. Vì vậy với đạo Phật là tin sâu vào nhân quả. Nhưng mà tấm lòng của con người mình, người Việt Nam mình nhân hậu lắm, nhưng mà đôi khi do ích kỷ nè, đó, rồi do lòng tham nè, cho nên các vị biết sao không? Thấy người có mình không vui, còn mình không có thì nguyền rủa đất trời. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta tổn hao công đức và đời sống không có hạnh phúc. Lúc nãy sư nói là Đức Phật đi đến nhà tín nữ Kaligoda. Rồi sao nữa? Đức Thế Tôn mới nói: này con tín nữ Kaligoda, người nữ thường đến với Phật Pháp bởi lòng tin, người nam đến với Phật Pháp là trí tuệ. Bây giờ mình tu tập, người nữ vừa có lòng tin vừa có trí tuệ, người nam vừa có trí tuệ vừa có tin tín. Chứ người ta hay nói người nữ mình có tin không à, trí tuệ không có. Nhưng mà không, sau khi tôi tu tập, tôi kinh kệ, tôi nghe Pháp, trí tuệ tôi đã khai mở. Bởi vì Đức Phật ra đời chỉ vì một nhân duyên, một cái đại nhân duyên duy nhất, đó là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập vào tri kiến Phật, tức là cho tất cả chúng sanh đều có trí tuệ hết. Và đâu có nói là nam hay nữ, nhưng người ta cứ nói tín nữ không à, ý là người phụ nữ chúng ta chỉ có niềm tin thôi. Nhưng chúng ta nghe Pháp, trí tuệ của chúng ta sẽ khai mở. Điều gì chân chắn, đúng với chánh Pháp, hợp với cách nhìn của người trí, chúng ta sẽ làm. Đó là trí tuệ. Còn người nam vốn ca ngợi là thiện nam, họ làm những việc thiện với cái trí tuệ, với sự hiểu biết, đi đến với các việc làm, lời nói, dễ dàng thành tựu các thiện pháp. Nhưng mà người nam phải kiên cố trong lòng tin, phải phát triển tâm từ bi. Đã sư nói các cư sĩ nam là như vậy.
mình hướng đến quả dự lưu mà. Chứ Đức Phật gọi này con đó, nữ tín nữ là Gột Ly Gột Đà, Kali Gột Đà, con có muốn thành tựu quả dự lưu không còn thối đọa hay không? Tức là hôm nay muốn, mai muốn, và chúng ta luôn luôn duy trì cái tâm nguyện thành tựu quả dự lưu. Mà quả dự lưu là gì? Ngay bây giờ con sống an lạc, sau khi chết con không đọa vào các đường dữ, đường xấu, đường ác. Có đại duyên, đại phước, lúc đó có đạo tràng, có thầy đến khai thị, đến niệm Phật, mà không có, con cũng không bao giờ bị đọa. Vẫn được, với điều kiện chúng ta sống tinh tấn và kiên cố trong chánh pháp của Như Lai. Vì vậy Đức Phật mới dạy người tín nữ rằng, nếu con muốn thành tựu cái quả dự lưu không thối đọa, không còn thối chuyển, không còn thay đổi, thì con cần phải thành tựu bốn pháp sau đây. Thứ nhất, nếu các con muốn tu tập để rồi sẽ thành tựu quả dự lưu, có nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàn, không đọa vào các đường xấu, ác và dữ, các con phải thành tựu thứ nhất là lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với Phật, Pháp, Tăng. Cái niềm tin đối với Phật bất thối chuyển, bất động, không thay đổi. Đối với Pháp là lời dạy của Đức Phật, là chánh pháp của Như Lai, con có một niềm tin bất thối chuyển. Đối với Tăng, các vị hiền thánh Tăng là sứ giả của Như Lai, đi trên con đường của chư Phật, con nguyện vâng lời dạy của các ngài, thầy bổn sư của con, bậc thầy của con, bậc trí tuệ của con, để con sống cho đúng với chánh pháp. Với lòng tịnh tín bất thối chuyển như vậy, chúng ta sẽ thành tựu pháp thứ nhất. Như vậy đạo tràng quý Phật tử ở đây, chúng ta về tu tập ở đây trong suốt những thời gian qua, tự suy xét lại cái niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng có kiên cố, có bất thối chuyển hay không. Bởi vì sao hôm nay sư nói điều này? Là bây giờ tà pháp nó chen vào chánh pháp nhiều lắm, nó mang nhiều cái lớp vỏ khác nhau, mà nó đều lấy lốt, cái lốt của nó là đạo Phật hết, nhưng mà không phải. Nếu chúng ta có tịnh tín với Phật, Pháp, Tăng, chúng ta nghe pháp sẽ biết đâu là chánh pháp. Còn con người mờ mờ, mê mê, ảo ảo, thế chứ nào, rồi là thích được người ta ca ngợi, thích đưa lên những chín tầng mây xanh, thì con người nó dễ rơi vào các tà pháp mà không hề hay biết. Cho nên thành tựu cái tịnh tín bất động với Phật, Pháp, Tăng, các vị nói ôi cái gì chứ, cái đó quá dễ, tôi quy y Phật, Pháp, Tăng mà sao tôi không có tịnh tín được. Mà niềm tin thanh tịnh đó nói dễ mà không dễ có, bởi vì chúng ta là con người vốn không có lập trường, phải chưa nào, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó. Cho nên người ta mới dạy mình, rồi người ta chỉ mình những cái điều tà pháp, những con điều nghe êm tai mà thật sự đưa chúng ta vào những con đường địa ngục của tham lam, của sân hận, của si mê. Nhưng vì bản ngã, vì cái gì? Cái cố chấp của mình, cho nên mình sai đường và lạc lối. Sư nói các vị cứ tinh tấn tu tập, tham dự các khóa tu bát quan trai một cách đều đặn, bất thối chuyển, không chóng thì trời, chúng ta sẽ dự vào dòng thánh, ít nhất là sơ quả Tu Đà Hoàn. Chứ đừng có nay nghe cái này, mai nghe cái khác. Đời bây giờ người ta đội đủ thứ các cái lốt vỏ dựa vào lòng tham để mà người ta bành trướng các tà pháp. Cho nên thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Tam Bảo là việc mà người Phật tử của chúng ta phải luôn luôn giữ niềm tin kiên cố bất thối chuyển. Điều thứ hai, tuy an trú trong gia đình. Các vị không có xuất gia đúng không? Sống đời sống gia đình, ai cũng có chồng, có vợ, có con, có cháu. Chưa kể có những người hai ba dòng con, hai ba dòng cháu nữa nha. Cuộc sống này là nó đủ thứ hết. Đang sống trong gia đình, nhưng tâm thì thoát khỏi những cấu uế san tham. Thứ hai, đó là điều thứ hai. Sống trong gia đình, nhưng mà đừng có nuôi dưỡng các cái cấu uế do san tham, tức là ích kỷ, tham lam, rồi là tích lũy cho mình, dành dục cho mình, để dành cho mình, cho nhà mình, con mình, cháu mình, tài sản mình. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, những ai chỉ biết vợ tôi, tài sản tôi, con tôi và tất cả những gì của tôi, những người cứ lặp đi lặp lại những cái từ của tôi, người đó là vô minh nhất. Người đệ tử Phật phải biết vạn pháp là không,
do duyên mà thành, hết duyên là tan rã. Những cái bông hoa này ở trước mặt sư đây, hoa cam, hoa vàng, hoa hồng, hoa tím, nhưng vài ngày nữa nó đã hết duyên rồi, nó sẽ héo rũ và nó vào trong cái cát bụi. Thân của chúng ta cũng vậy thôi, khi nó đã hết duyên thì tứ đại phải trả về cho tứ đại. Không có cái gì là bền chắc lâu dài, cho nên chẳng có gì là của ta. Mình càng chấp của ta nhiều bao nhiêu, mình càng đau khổ bấy nhiêu. Cho nên Đức Phật dạy, thành tựu thứ hai của người cư sĩ tại gia là tuy an trú trong gia đình, nhưng tâm phải thoát khỏi cấu uế, san tham, chấp ngã, đó là của tôi. Hãy buông xả đi. Và sư từng giảng bài pháp, chịu thiệt là phúc. Coi thiệt một chút nhưng mà phúc của mình. Đời bây giờ là thắng mới là ngon, thắng mới là tài, phải chưa nào? Chơi luật giang hồ, vân vân. Và thật sự, đối với cái nhìn, cái quan kiến của Đức Phật, những người nào ẩn nhẫn, chịu thiệt, nhường cái hay, cái tốt cho người, người đó lại được nhiều phước báo, an vui nhất. Cho nên, thành tựu thứ hai của người cư sĩ tại gia là sống trong gia đình, nhưng tâm của chúng ta hãy huấn luyện, hãy tu tập để mà lìa xa các cấu uế, sàm thạc. Ai tu mà lúc trước tham lắm, bây giờ xả bỏ được những cái lòng tham, tham cái nhỏ, tham cái lớn, tham ăn, tham ngủ, tham tình, tham ái, tham đẹp, tham vui, cái gì cũng là tham. Người ta nghe tham cái nghĩ tiền, nhưng mà đủ mọi thứ để kết luận cái lòng tham của con người. Cho nên mình phải thoát khỏi cấu uế, sam tham. Nghe rất dễ nhưng rất khó, bởi vì cái tham là câu sinh với chúng ta. Sanh ra đời là có cái tham rồi, chứ không đợi lớn lên đâu nha. Nhưng mà do biết tu, chuyển hóa, buông xả. Chứ còn người ta nghĩ rằng tham thì sẽ hạnh phúc, tham thì sẽ được lời lãi, tham thì sẽ được cho mình. Nhưng tất cả những cái gì gom góp về cho mình thì cuộc đời nó công bằng lắm. Mình hốt cho nhiều thì mình cũng phải hốt rất nhiều đau khổ và niềm đau. Mình xả ra, phải chưa nào? Mình buông ra, mình xả ra thì lập tức những niềm an vui sẽ đến. Cho nên cái khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ, các bạn trẻ hay hát niềm an vui ở ngay trên cọ cuộc đời này. Niềm an vui là có thật, với điều kiện chúng ta phải buông xả ra. Mình ôm cái này nhiều thì lập tức phải, mình ôm tiền của nhiều thì niềm vui nó phải ra đi. Niềm vui ra đi thì nó tráng vào cái đó là gì? Là đau khổ, là tiếc nuối, là sợ hãi đó. Sợ mất, sợ già, sợ chết. Rồi người phụ nữ của mình á, thì cứ nghĩ rằng là đẹp người ta mới yêu. Cho nên á, là làm mọi cách để kéo cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân và sắc đẹp. Và trở thành là gì? Nạn nhân, trở thành phế phẩm. Đúng không nào? Cái mặt của mình như vậy, cái thân thể như thế này, phải chích đủ mọi thứ, chất hóa học vô, phải chưa nào? Để là kéo dài cái này, rồi làm nhỏ cái kia, rồi là căng phồng cái nọ, rồi lủng cái kia, rồi nghĩa là làm biến dạng. Mình trở thành một phế phẩm. Không, mình không dám tự tin là vì không biết những cái chất hóa học đó, nó trở lại, nó phát tác bất cứ lúc nào. Các vị thấy không? Thuốc mình uống, bác sĩ phải cho đúng liều lượng, uống quá chết. Đó, mà tự nhiên mình không bệnh gì hết, mình cho ba cái chất hóa học tầm bậy tầm bạ vô, mục đích là để cho đẹp, đẹp để hạnh phúc. Nhưng các vị có biết không, lời Phật dạy là trí tuệ, hạnh phúc là ở tâm chúng ta. Một con người sống trong thiện pháp, con người đó có hạnh phúc. Thấy các vị vỗ tay là biết các vị hạnh phúc rồi, biết các vị sống trong thiện pháp rồi, đúng không? À, chứ cái người mà sống trong tà pháp, người ta sẽ gì? Người ta sẽ chống đối. Tại vì người ta không tin đó là chân lý. Người ta phải bảo vệ những cái tà, cái xấu. Tôi rất là hạnh phúc đây nè, tôi rất là sung sướng đây nè, tôi rất là giàu có đây nè. Để mà người ta che đậy sự sợ hãi, bởi con người đã sống với quá nhiều tà pháp, cám dỗ, đau khổ trong cuộc đời. Như vậy, sống trong gia đình mà thoát khỏi cấu uế san tham, cái tham đó nó nhiều thứ lắm. Mình phải tu tập buông xả cái lòng tham đó mới gọi là lòng tịnh tiến. Thành tựu đó là pháp thứ hai.
Thành tựu pháp thứ ba là gì? Bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở. Đó nguyên văn gì Đức Phật dạy. Người cho đi rất nhiều sẽ nhận được rất nhiều. Các vị thấy ngày xưa Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ gì? Thái tử trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và tất nhiên vua Tịnh Phạn có một người thái tử chắc chắn sẽ làm vua. Vậy mà quán nhân sinh, quán sanh lão bệnh tử, từ bỏ tất cả, đi chân đất đắp một tấm y bá mạc đó, bưng bình bát đi khất thực. Ở trên cái cao, đỉnh cao của danh vọng, của hưởng thụ, của tất cả những gì lạc thú của thế gian, từ bỏ tất cả mà làm một cái người gì? Khất sĩ, tức là đi chân không, đầu đội trời, chân đạp đất, không có hệ phược cái gì đó. Và chính vì cái sự buông xả tất cả, Ngài được tất cả. Cái được là gì? Được trí tuệ. Mà con người có được trí tuệ, con người đó hạnh phúc vô biên. Dù lên rừng cao núi thẳm, ra biển sâu, cảnh nghèo, cảnh giàu, cảnh gì đi chăng nữa, mà người đó có trí tuệ là người đó có hạnh phúc. Mà Đức Phật, cuộc đời của Ngài nó buông xả tất cả, để rồi ta tu tập, ta viên mãn. Cái hạnh phúc của Phật á, Ngài nhập niết bàn gần 3.000 năm, bây giờ mình còn lại, nó phải mình không? Nhân dân trên toàn thế giới. Tức là Liên Hiệp Quốc, Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã bình chọn cái tôn giáo là Đạo Phật là tôn giáo của nhân loại. Cho nên mới có cái Vesak là cái tuần lễ trăng tròn tháng 4 để kỷ niệm một bậc giác ngộ, mà không phải chỉ có là người Phật tử, mà nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đều phải ngưỡng mộ Đức Phật. Mà Ngài là ai? Một thái tử từ bỏ cung vàng điện ngọc, làm người đầu đội trời, chân đạp đất, bưng bình bát đi khất thực, sống trong bát chánh đạo, sống trong chân lý. Bây giờ mình phải lạy hết, mình lạy một con người không có cái gì, mà là có tất cả. Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, trên trời dưới đất không ai đẹp như Phật. Mình không tu theo Phật, mình đi làm những cái chuyện mà thời đồ giả để làm gì? Ăn đồ giả, rồi là tự biến mình thành người giả, đúng không? Trên báo là trước phẫu thuật là như thế này, sau phẫu thuật là như thế này, biến mình một con người khác hoàn toàn. Mình tưởng đó là hạnh phúc, quá dễ sợ, kinh khủng, phải không nào? Đó, cứ ngày nào trở về má nó, ủa con đó hả? À, dạ, dạ, con là Loan đây má, Loan, đổi tên là Loan, mà ở nhà tên là Gáo, phải không nào? Nhưng mà bây giờ là đổi sắc đẹp là phải đổi tên, chứ tên Gáo thì xấu quá. Cái giờ con tên gì? Con đổi thành là Loan rồi má, con tên Gáo nữa má. Thì má nói, ôi cha ơi, Loan với Gáo là mấy thứ vậy con? Loan với Gáo là mấy thứ. Đẹp hay không ở trong tâm hồn của mình á, chứ mà mình đi vọng tưởng cái giả, cái điên đảo đó, mình chạy theo cái xã hội, cái thời đại là chỉ là marketing, xã hội thị trường. Mà người Phật tử chạy theo cái đó càng nhiều, càng chết. Cho nên mình tu tập để mình nhớ cái phút chánh niệm, được nghe Pháp, được sống trong chánh Pháp đây, thì lúc nào mình cũng phải nhớ, mình là một người Phật tử, mình sống trong chánh niệm, mình buông xả, mình sẽ có hạnh phúc, an vui. Cái thành tựu Pháp thứ ba, Đức Phật dạy, bố thí dễ dàng với bàn tay rộng mở. Bây giờ mình nghèo mình vẫn bố thí được các vị. Bố thí lời hay, bố thí một lời khuyên, đúng không nào? Bố thí một chút cái công sức của mình cho một bà cụ đi đường sắp nặng, cho một người cha đẩy cái xe đạp mà không đẩy được, cho một em bé bơ vơ trên đường một chiều đông. Mình mở cái lòng mình ra một chút, cái bàn tay rộng mở đó đem lại phúc đức vô biên. Thời đại bây giờ nó nặng về vật chất quá, nó làm cho con người ta vô cảm. Ai biết nhà nấy, đóng cửa để hưởng thụ. Cái đó là cái nếp sống theo cái chủ nghĩa phương Tây, chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa cá nhân. Còn người phương Đông, người dân Việt Nam của chúng ta là tấm lòng nhân ái. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Mà tình thương của Đức Phật là không biên giới, không có phương Đông, phương Tây, không có nước nào hết. Thương tất cả nhân loại. Cho nên Ngài luôn luôn sống trong cái niềm hạnh phúc vô biên, vô tận. Còn mình nó có giới hạn hết, vì mình không thể cho ra cái gì mà dễ dàng. Mình tính dữ lắm. Và chính cái sự tính toán đó
nó làm cho mình già nua. Chính cái sự tính toán đó làm cho mình mệt mỏi. Vì vậy, tập bố thí với bàn tay rộng mở. Dù là một câu nói, một ý nghĩ, một việc làm, hãy tập cách sống cho đi. Cho tức là nhận, và nhận rất là nhiều. Đó là thành tựu pháp thứ ba. Pháp thứ tư, bố thí những đức Phật dạy, tâm phải hoan hỷ. Có người bố thí và mặt nhăn nhéo à, nhăn dữ lắm, bực bội lắm. Nhưng mà phải cho Phật dạy, mình phải cho thầy khuyên mình bố thí cái mình làm. Nhưng mà trong tâm nhăn nhó, cúng dường rồi lại về tiếc. Chúng ta biết, ở trong lịch sử ngay thời Đức Phật còn tại thế, có một cái ông nữa là, ông ăn cháo hẩm, ông mặc áo rách, ông ngồi dưới cái xe mà gọi là bằng ba cái giấy, giấy đắp, rồi là ăn cơm hẩm cháo hiu cho đến ngày chết. Mà tài sản của ông giàu vô tận vô biên. Đó, cho nên ông chết là toàn bộ tài sản là vua Ba Tư Nặc đem vô trong công quỹ của quốc gia, hết giàu lắm. Thì vua Ba Tư Nặc mới bạch Đức Thế Tôn, một cái người mà giàu như thế này, mà bây giờ khi ông chết rồi đó, ông nằm trong một cái xe rách, quần áo rách, hôi hám, và bát cháo thiêu ăn chưa hết. Đức Phật giải thích, mà giờ sư chỉ nói ngắn gọn thôi, là vì ông từng bố thí, cúng dường, mà tâm ông bọn xẹp, keo kiệt và tiếc nuối. Cho nên cúng thì giờ có phước là giàu, nhưng mà lại không được hưởng. Cúng, bố thí, cho ra là sẽ có phước báo. Nhưng do tâm không hoan hỷ, cho nên đời sống không có an lạc. Vì vậy mình đã cho rồi, không tiếc. Mất rồi thì thôi, tiếc mình chi cho tóc nó bạc, cho nó mau già, cho nó chóng chết. Đồng ý không? Cho, cúng dường thì bằng tất cả tấm lòng tinh tín để phước báo mình được tròn đầy. Đã cúng mà tiếc thì công đức chỉ còn 1/10. Đã cho mà còn bỏn sẻn, báo nào, thường người ta hay lựa thứ xấu, thứ vất đi, đồ cũ không xài đem cho. Cho nên cái cho đó thả không cho. Hãy tập cho những điều khả ái, khả ý. Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Cho nên điều thứ tư là hoan hỷ với sự bố thí, hoan hỷ với tâm từ bi, với lòng chia sẻ của chính mình. Thành tựu bốn pháp đó, tu tập tinh tấn bốn pháp đó, chúng ta sẽ chứng đắc quả vị dự lưu, tức là vào hàng thánh, sơ quả tu đà hoàn. Bây giờ nhắc lại bốn pháp. Pháp thứ nhất phải thành tựu gì? Lòng tinh tín đối với Phật, Pháp, Tăng. Pháp thứ hai là gì? Sống trong gia đình nhưng xả bỏ tâm cấu uế sang tham. Pháp thứ ba, hãy tập bố thí với bàn tay rộng mở. Pháp thứ tư, hoan hỷ với sự bố thí, hoan hỷ với sự cúng dường, hoan hỷ với lòng từ và sự chia sẻ của chính mình để phước báo được tròn đầy và viên mãn. Có bốn pháp như thế thôi. Thế thì chúng ta thấy có bốn pháp để chứng đắc quả vị dự lưu, để có ba pháp đã liên quan đến sự buông bỏ rồi. Một pháp đầu tiên là tinh tín với Phật, Pháp, Tăng, mà pháp kế đến là đừng có sam tham, cũng là buông bỏ. Rồi bố thí với bàn tay rộng mở cũng là buông bỏ, mà hoan hỷ với sự bố thí cũng là buông bỏ. Cho nên cái pháp buông bỏ đó mà tập xả cái lòng tham lam đó, cái lòng bỏn sẻn keo kiệt, nó vô cùng quan trọng để có một đời sống an lạc và hạnh phúc. Cho nên mình cho được thì mình vui đi, mà con mình nó đem nó cho, mình cũng tán thán khen ngợi nó. Mà ông xã mình đem đồ đi cho, mình cũng hãy cảm ơn đi. Chứ mình không nên tiếc nuối hay là bàn ra tán vào. Điều đó sẽ làm cho mình là thối chuyển, giảm đi các công đức. Đời sống của mình là một con đường. Đầu pháp thời pháp sư nói rồi, phải dũng, phải giữ vững lập trường khi biết đó là chánh pháp. Nhưng mà phải nghe pháp để khai mở trí tuệ. Vì nhiều khi mình làm mà không phải là trí tuệ, bị cái kẻ gì? Cái kẻ tham nó lừa gạt. Tại do mình không có trí tuệ. Mà tại sao người ta lừa được mình, các vị biết không? Tại mình tham. Quan đi quẩn lại cũng tại tham. Cho nên mình có trí tuệ sáng suốt, người ta cũng chẳng lừa gạt được mình đâu, các vị ạ. Vì vậy mình phải dứt khoát. Mình đã quyết định như vậy là mình làm như vậy.
quyết định hôm nay đi tu bát quan trai là đi. Ai nói ngã nói nghiêng gì tôi là ngày nay tôi đi tu là tôi đi tu. Tôi sẽ xong thời kinh này và tôi trọn vẹn cái thời kinh này. Mặc cho là chồng gọi réo réo gì đó, con nó quấy nhiễu gì đó, mình phát tâm là mình là đừng ai mà làm mất đi cái công đức trong cái thời tu thanh tịnh này. Mình phải dứt khoát. Còn mình cứ dễ dãi trong cái việc tu thì dần dà mình sẽ luôn luôn là cái người buông lung và phóng dật. Và cái người buông lung phóng dật luôn luôn có lý do. Không sao, không có lý do để bào chữa cho mình. Tôi không tu được là vì tôi mắc cái này, tôi bận cái kia, tôi lo cái nọ. Tất cả là vì mình không gì, không tinh tấn, kiên trì, bất thối chuyển. Sư kể cho các vị nghe câu chuyện ba hình phạt nha. Có một tên trộm bị bắt, mang tới trước quan tòa. Tội của hắn có chứng cớ đầy đủ, cho nên ai cũng muốn hắn bị trừng phạt đích đáng. Chuyên muốn ăn trộm nhiều quá rồi. Bây giờ bắt được rồi, có chứng cớ rồi. Đó. Và quan tòa lại là một người thấu tình đạt lý, không ăn hối lộ. Cho nên ông đưa ra ba hình phạt để mà phạm nhân lựa chọn. Hoặc là tên trộm phải ăn 50 củ hành tây, ăn 50 củ hành nhau. Thứ hai, hoặc là phải bị đánh 50 roi. Thứ ba là phải bị phạt 100 đồng tiền. Ba hình phạt đấy. Cho tên trộm chọn đi, thích cái nào? Khi tên trộm mới nghĩ 100 đồng tiền là không rồi đó. Mình có 100 đồng tiền tội gì phải đi ăn trộm. Cho nên sẽ chọn một trong hai cái hình phạt kia. Chứ nhất định là không có nộp phạt. Anh nói ăn đòn thì đau, quyết định ăn hành tây. Thấy chưa nào? À. Rồi, ăn hành tây có gì đâu là khó. Thấy chưa nào? Ăn củ hành thứ nhất rất ngon. Ăn củ thứ hai càng lúc càng cay đến mức không thể nào mà nuốt được. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Trời ơi chết rồi, nó rát, nó đau nước mắt và nó khó chịu quá. Thôi bỏ, không ăn củ hành tây. Mới xin với lại quan tòa rằng thôi hành tây ăn không nổi, xin chịu 50 roi. Em mong ít xin một chút nhưng mà dễ chịu hơn. Bảo nào, à, dù sao còn đỡ hơn là phạt tiền. Cho nên nói nguyện vọng của mình, quan tòa cho phép nằm xuống. Nha dịch mới đánh. Thì các vị biết là một roi nảy cái người lên thì cũng còn chịu được. Hai roi, ba roi, ôi ôi đừng đánh nữa, đừng đánh tôi nữa, đau quá. Không nào, đánh nó tét mông chảy máu, đau đớn. Đó, cuối cùng thôi thôi để tôi phạt 100 đồng tiền, tôi sẽ phạt 100 đồng tiền. Cứ như vậy, hắn ta đã chọn lựa và cuối cùng chấp nhận phạt tiền. Như vậy 50 củ hành tây, 50 roi, 100 đồng tiền chỉ chọn được một mà thôi. Các vị nghe đó nha, nó có cái ý giáo hết trơn á. Ăn hành tây không chịu, ăn roi không chịu, nộp tiền không chịu, thì còn sẽ đau khổ hơn. Phải chọn một trong ba. Chỉ cần chịu đựng một chút là được tự do. Nhưng do không quyết định, không chịu đựng, cuối cùng sao? Nếm cả ba thứ hình phạt. Đã nạp 100 roi rồi, phải ăn hành tây, rồi lại bị ăn đòn nữa. Đó là chỉ cho những con người không có quyết tâm, không có tinh tấn tu tập trong chánh pháp. Nay thế này, mai thế kia, cho nỗi khổ niềm đau nào cũng nếm vô hết á. Miệng thì nói tu, nhưng mà khổ là khổ hoài. Bởi vì không kiên trì, không tinh tấn, quyết định là tu tập trong chánh pháp. Đó, cho nên nhớ 50 củ hành tây mà ráng tu nghe. Chúng ta không dứt khoát trong nhiều vấn đề, đó là thể hiện con người yếu đuối, yếu bóng vía. Yếu bóng vía không phải là con yếu bóng vía hay sợ ma, không phải yếu bóng vía vậy đâu. Con người yếu bóng vía là con người không có tự tin. Mà con người không có tự tin là con người không có cái sự trải nghiệm trong sự tu tập, không quen sự chịu đựng, lúc nào bắt người khác phải chiều chuộng mình, nghe theo ý mình. Đó, cho nên các vị nam á, nghe sư nói đó, cái người nam đó là hay gia trưởng, hay bắt vợ con phải chiều theo ý mình, mà nhiều khi không xét lại chính mình. Cái kiểu đó cũng không có phải là an lạc. Mình á,
sống như thế nào á mà người ta kính quý, người ta ngưỡng mộ mà nghe lời mình, chứ không phải vì người ta ngán mình quá mà người ta phải nghe. Thôi chiều đi cho rồi, cho yên chuyện cái nhà này đi cho rồi, thì thất bại rồi. Mình làm sao mà mình nói ít mà cái lời nói của mình nó có trọng lượng, thấy chưa nào? Lúc nào mình cũng gầm gầm, mình lấy cái quyền làm cha làm chồng, mình đối xử với vợ với con, đó không phải là một gia đình Phật tử lý tưởng đâu. À, gia đình Phật tử tu tập đúng trong chánh pháp thì cái lựa cái lời an hòa mà nói với nhau. Mà vợ thấy chồng tu rồi đó thì vợ cũng đừng có nói nhiều nữa, thấy chưa nào? Thấy ông chồng hiền thì vợ lấn lướt, thấy người vợ hiền thì chồng lại là gia trưởng khó chịu. Những cái đều là cực đoan cần phải tránh trong một gia đình. Chúng ta cần phải sống tốt, cứ nhớ 50 củ hành đấy mà phải ráng tu tập thân khẩu ý nghiệp cho trong sạch. Mình không dứt khoát trong đời sống tu tập, mình không có dứt khoát rõ ràng trong sinh hoạt của gia đình, người mà cứ lửng lửng lơ lơ như vậy nó khó chịu lắm, thấy chưa nào? Nó phải không ra phải, trái không ra trái, thiện cũng không hẳn là thiện, ác cũng không ra là ác. Nắm chắc cái người đó rất là vô minh, rất là u mê. Nó phải rõ ràng, nó phải minh bạch như vầng nhật nguyệt, chứ không thể nào mập mập mờ mờ được. Đó. Ngay trong cách sống của mình cũng vậy. Nhiều khi ấy, người ta đến mượn tiền mình ấy, mình không muốn cho mượn cũng không dám nói. Nghe chưa? Đó. Là lập lờ bên nọ bên kia là không tốt. Có câu chuyện anh chàng Abashi cần tiền qua hàng xóm mượn. Cho tôi mượn 200 đồng đi, anh có thể cho tôi mượn không? Thì người hàng xóm trả lời rất lễ độ: tôi có 200.000 đồng, nhưng tôi không muốn cho anh mượn. Sư muốn các vị sống như thế đó. Tôi có mà tôi không cho, và anh phải cảm ơn tôi vì điều này. Thì tất nhiên Abashi tức giận, rõ ràng có tiền không cho mượn thì thôi cũng không hề gì, nhưng đã còn bắt tôi phải cảm ơn là muốn làm nhục tôi à? Như vậy anh coi tôi ra cái gì? Một là cho mượn, hai là không. Nhưng mà chúng ta lại không bao giờ nói rõ là tôi có và tôi không cho, mà mình cứ ầu ơ dí dỏm, phải không nào? Cho nên chúng ta nghe người bạn chúng ta trả lời: này Abashi, anh đừng tức giận. Anh bạn thân mến của tôi ơi, tôi hoàn toàn không có ý sỉ nhục anh đâu. Tôi làm như vậy vì muốn tốt cho anh. Anh nghĩ xem, nếu tôi có ý từ chối anh, tôi có thể nói rằng ngày mai nhé, ngày mai rồi mấy đứa nhỏ đem tiền về tôi đưa, cái ngày mai tới, nó chưa về, thôi ngày mai nhé, cái mai lại tới, trời ơi nó hẹn tôi rồi mà sao nó đem về, không có đủ tiền mua gạo, nó lấy gì cho mượn, rồi lại ngày mai, ngày mai. Người ta có nhiều cách thể hiện lòng tốt mà không dứt khoát, sợ không cho người ta chê mình ích kỷ, cho nên lửng lửng lơ lơ, nghe không nào? Đó. Cho đến hôm sau rồi nói: thật có lỗi quá, bây giờ tôi vẫn chưa cho anh mượn được, 2 ngày nữa nhé, 3 ngày nữa nhé, thôi cuối năm nhé, vân vân. Tôi dùng cách này tôi sẽ kéo dài mất thời gian cho anh, mà tôi vẫn là người tốt vì tôi đã hứa cho anh mượn, không phải là người xấu, nhưng mà cho thì chưa cho, hứa hoạn. Cho nên tôi cứ nói thật là tôi không cho anh mượn, để anh đi gặp người khác mà vay đi. Cho nên anh phải cảm ơn tôi vì tôi không làm cho anh mất thời gian và tôi vẫn quý anh. Đó là dứt khoát trong cái đời sống, rõ ràng trong cái vấn đề tiền bạc. Còn nếu mình có, mình có thể cho mượn hoặc có thể cho luôn thì quá tốt. Còn mình đừng có gì lững lơ hẹn mai, hẹn mốt, hẹn tháng tới, hẹn tuần sau, và để người ta mất thời gian trông đợi vào một điều hão huyền là tự mình lừa dối chính mình. Cho nên trong cuộc sống chúng ta thường ngại nói chữ không. Mình luôn cảm thấy rất là ngại khi từ chối yêu cầu của một người khác. Đó, quan niệm đạo đức truyền thống cho rằng vui vẻ giúp người khác mới là đạo đức. Cho nên mình không có muốn từ chối yêu cầu của người khác. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cho đi và từ chối quan trọng ngang nhau. Một là cho, hai là từ chối, đều có một cái giá trị như nhau. Nhiều người ngại nói lời từ chối, hẹn nay, hẹn mai, hẹn lần, hẹn nữa, cuối cùng là con số 0. Mượn cũng vậy,
mượn xong rồi hẹn nay, hẹn mai, hẹn lần, hẹn nữa, cuối cùng là gạt luôn. Và tất cả những điều đó đều đem lại quả báo. Sư nhớ có một bài pháp sư giảng tại Bạc Liêu: xin đừng giựt nợ. Đừng có giựt của ai, thấy không nào? Đời sống đã nợ nần chồng chất lại tạo ra những món nợ bằng lời nói. Tôi sẽ cho, tôi sẽ đưa, rồi mình sẽ mắc nợ qua lời nói. Cho nên chúng ta nghe pháp cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Mình không thể cố làm người tốt mà không có nguyên tắc của mình. Đó, có thì cho, không có từ chối, rõ ràng mình vẫn là người tốt. Mình không tập cái cách sống mập mờ, nó không rõ ràng trong sự tu tập. Ai đến nói mình cũng dạ hết, ai khuyên đi cái gì mình cũng đi, ai khen cái đó mình cũng gọi là sống a dua, sống không có biết cái lập trường, cái ánh sáng trí tuệ trong mình là cái gì hết. Điều đó rất là khổ đau. Chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này có phúc đức rồi mới có duyên đi đến trí tuệ. Chúng ta phải tập làm từ việc thiện rất nhỏ cũng làm, việc ác rất nhỏ không làm. Tất cả những điều đó đều cho cái nhân duyên thủ thắng để chúng ta được an vui trong đời này và phước báo an lành để chúng ta được sống trong chánh pháp. Các vị phải nhớ như vậy. Có một vị hòa thượng tu đắc đạo, xong rồi một người hành giả, một Phật tử mới hỏi: bạch hòa thượng, trước khi đắc đạo thì ngài làm cái gì ạ? Hòa thượng mới trả lời: tôi chặt củi, gánh nước, nấu cơm. Đúng chưa nào? Thì cái người Phật tử lại hỏi là: vậy thì sau khi đắc đạo thì sao? À, hòa thượng trả lời: sau khi đắc đạo ta cũng chặt củi, gánh nước, nấu cơm. Trước khi đắc đạo cũng tu, cũng niệm, cũng hành, làm các công đức. Đắc đạo rồi cũng tu, niệm, cũng hành, cũng làm các công đức. Chứ mình đây là người cư sĩ tại gia, chưa có cái gì hết trơn á. Tu tập được vài ngày, nghĩ là rộng lớn mênh mông như biển cả rồi, ngồi nói, hí loạn không? Bàn chuyện thắng liệt của quốc vương, bàn chuyện thắng liệt chính trị, bàn việc này việc kia, hao biết bao nhiêu thời gian vô ích. Chúng ta phải tiếp tục tu niệm và càng tinh tấn, thấy phước báo nó hiện bày ra lại càng phải tinh tấn bất thối chuyển. Cho nên vị hòa thượng trước khi đắc đạo chặt củi gánh nước nấu cơm, sau khi đắc đạo chặt củi gánh nước nấu cơm. Thì người hành giả mới hỏi: ủa như vậy là sao? Đắc đạo không đắc đạo gì cũng làm có chừng đó chuyện là sao? Thì hòa thượng già mới trả lời: trước khi đắc đạo, nói chưa nào, chặt củi thì tôi nhớ tôi chưa gánh nước, gánh nước thì tôi nhớ là gánh rồi còn phải đi nấu cơm, làm việc này cứ nghĩ cái việc kia. Còn sau khi đắc đạo rồi, chặt củi là chặt củi, gánh nước là gánh nước, nấu cơm là nấu cơm mà thôi. Giờ là mình lăng xăng lộn xộn lắm, ngồi này nghĩ kia, ngồi kia nghĩ nọ. Đã chưa nào? Tu đạo tràng này nghĩ đạo tràng kia, tu chỗ này nghĩ chỗ nọ, bình phẩm cái này, bình phẩm cái kia, mất hết công đức. Mình cứ biết bây giờ đang tu thì nghe pháp, kinh hành thì niệm Phật, một lòng nhớ Phật, tưởng Phật, niệm công đức, niệm tướng tốt, niệm bổn nguyện của chư Phật để mình giống Phật. Giờ ăn cơm thì biết ơn đàn ma tín thí, mà chánh niệm nghĩ mình đã tu sửa giới hạnh của mình ra sao để thọ hưởng bát cơm này. Tụng kinh thì nhiếp lòng trong cái lời kinh. Về nhà bổn phận trách nhiệm với gia đình, không bỏ quên chánh niệm. Chánh niệm của mình là gì? Không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, giữ nguyên các giới hạnh của mình. Thì chúng ta dù đang sống trên cõi trần gian, cõi ta bà này, nhưng chắc chắn các vị luôn luôn có một niềm an lạc lớn trong cuộc đời. Cho nên đến với đạo Phật là vô cùng đơn giản. Chúng ta thấy không? Các đạo khác mình không biết sao chứ, về với đạo tràng của ngôi chùa của mình chỉ có một màu lam hiền thôi. Lam mà lam hiền. Còn sư ra Bắc giảng chỉ có một màu nâu, đất của quê hương. Thế thôi. Đạo là trí giản và tâm bình thường chính là đạo. Tại mình đòi cái này tưởng cái kia, đó, suy cái nọ, trật lất hết.
Và con người hiện đại là con người mà sống vì gì? Cái vật chất quá nhiều, luôn luôn hối hả không ngừng, với các lịch bận rộn, busy and very busy. Cho nên có những bài pháp giảng riêng cho doanh nhân. Doanh nhân bận quá, bởi vì chúng tôi phải bận như vậy. Và chạy tất tả, càng chạy bao nhiêu, càng xa với đạo bấy nhiêu. Vì đạo là đại đạo, bao nhiêu bình thường, đơn giản bấy nhiêu. Mình càng tất bật thì vì quá nhiều ước vọng phải theo đuổi. Đó. Những thứ như vật chất là ngoài thân. Đó. Rồi làm cho mình càng thêm rối bời và mệt mỏi. Chỉ khi cái ham muốn ít đi, đặt trọn trái tim mình vào việc mình đang làm, nơi mình đang sống, để trải nghiệm tình yêu thương, thì đời sống mình mới có ý nghĩa trọn vẹn. Thì các vị đang ngồi đây nghe pháp, các vị nhiếp tâm chánh niệm trong lời pháp, các vị có thấy hạnh phúc không ạ? Có hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng mà cái người ngồi đây mà không nghe được là mình thương lắm. Vì tâm của họ có được ở đây đâu. Họ chạy về nhà, họ lo cho đứa con, họ nghĩ đến ông chồng, nghĩ đến cái túi tiền, nghĩ đến đồng công món nợ. Và các vị thấy rằng nghĩ có giải quyết được ngay trong lúc này không? Cho nên hãy sống cho chánh niệm, hãy sống tốt ngay với cái pháp hiện tại của mình. Tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm các vị. Mọi cái pháp an lạc nó ngay trong bàn tay của mình, nếu chúng ta lãnh hội được lời của Đức Phật dạy. Con người xô bồ nhiều quá, lo lắng nhiều quá, phấn đấu cả một đời mà quên mất rằng mình chẳng có một tư lương gì. Nếu một cơn gió vô thường đến mình chết, mình mang cái gì đi đây? Không có cái gì đem đi hết. Hãy nhớ điều đó. Mà gió vô thường có chừa ai đâu, đã nói vô thường mà, bất chợt vô thường. Cho nên con người ta sống trong chánh pháp luôn luôn cảm nhận cái vô thường sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Bởi vậy sư mà giảng, sư nói hết lòng, sư nói chân thật. Bởi vì biết đâu cơn gió vô thường đến, mai mốt không còn duyên gặp các vị thì sao? Cho nên sư nói là nói hết lòng, đôi khi bị người ta giận nữa đó, phải không nào? Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta nói lời chân thật, chứ không có dạy chúng ta nói lời dối trá. Và chúng ta sống trong pháp chân thật, chúng ta thực hành các pháp chân thật, chúng ta sẽ có an vui. Một lần các môn đồ của Đức Phật Thích Ca ngồi với nhau, giống như chúng ta vậy đó, và đàm luận xem căn nguyên khổ đau của con người là cái gì. Ngồi bàn coi cái gì mà làm cho con người khổ đau. Có vị nói là do lòng tham không thỏa mãn, muốn quá trời mà không được nên khổ đau. Có người nói tôi khổ đau là vì tôi oán hận, tôi căm thù, tôi giận cái người đó, tôi nói sống để bụng, chết mang theo, cho nên không có bữa cơm nào mà tôi thấy ngon hết. Các vị thấy mình mà giận ăn cơm có ngon không? Không. Vậy mà có người giận chồng mấy năm các vị. Có người nghe pháp rồi điện thoại, con cảm ơn sư, sư giảng bài pháp rộng lòng tha thứ, con mới tha cho ổng đó. Chứ cái bản mặt của ổng là con nói chết là mang theo luôn. Con nói đúng rồi, chết mang theo để kiếp sau trả thù hay sao, phải không nào? Cho nên là phim Trung Quốc á, anh hùng 10 năm trả thù chưa muộn. Cái phim nào cũng trả thù hết. Coi cái gì mà coi cả trăm tập vậy các vị? Dẹp đi. Những cái phim trăm tập là phim giết thời gian của chúng ta. Chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải trì chú đại bi, chúng ta phải lạy sám hối, chúng ta phải lạy hồng danh, chúng ta phải tụng kinh, nghe pháp. Những cái bản phim cả trăm tập đó là những cái gì? Những cái phương trước giết thời gian của chúng ta, đưa chúng ta vào trong gì? Cái cõi sống đã ảo rồi lại càng ảo thêm. Cho nên người ta nói là do tham cho nên khổ. Có người nói do căm thù mà khổ. Có người thì nói do con sợ cho nên con khổ. Lúc nào con cũng thấy sợ mà không biết sợ cái gì. Lúc nào cũng thấy mất tự tin mà không biết vì sao. Cái người mất tự tin là ít công đức, phải làm nhiều công đức vô sẽ có tự tin. Các vị nghĩ có đúng không? Mình làm nhiều công đức, mình sống trong chánh pháp, mình không sợ gì hết. Còn gì mình cũng run sợ là bởi vì mình cũng có cái lỗi lầm gì đó trong quá khứ kiếp. Nó tạo cho mình một nỗi sợ hãi, bây giờ không làm gì hết cũng sợ nữa. Đó, người ta bàn với nhau nguyên nhân đem đến sự khổ đau. Đức Phật lúc đó đi ngang qua, nghe họ bàn luận như vậy, bèn đứng lại và nói rằng: các con ơi,
những gì các con nói trên đời này, tham nên khổ, hận thù nên khổ, sợ hãi nên khổ, mong muốn mà không được nên khổ, tất cả những chuyện đó chỉ là biểu hiện trên bề mặt mà thôi. Các con đều là vì gì? Khổ là vì thói quen đã huân tập quá nhiều trong các kiếp sống trước mà nay phải thống khổ. Cho nên cái người mà khổ hoài là mình biết cái đó là cái tập khí khổ từ kiếp sống trước còn để lại. Có người kiếp trước từng làm chim bồ câu phóng túng, à chưa, làm con chim bồ câu thì sao? Nó săm đẻ rất nhiều, ái dục rất nhiều. Cho nên bây giờ làm người tham lam dục vọng không bao giờ ngớt mà đâu có được như ý nên khổ. Cái người mà tham dục quá nhiều, ân ái quá nhiều, tình nhân quá nhiều, cũng sẽ biết họ từ những kiếp súc sanh, những loài uyên ương bồ câu xe xẻ mà sanh ra. Cho nên cái hạt nhân đó đem lại, cái chủng tử đó đem lại những cái tập khí xấu và đau khổ vì điều đó. Có người là con chim ưng đói khát, cho nên đến khi sanh làm người lúc nào cũng cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ. Cái tập khí làm một con vật đói khát, nên nay làm người vẫn còn mang cái chủng tử đói khát của loài vật. Thế còn người mở miệng ra là nói những lời nghe không nổi, nghe chướng tai và làm cho mọi người ghét, nhưng vẫn có cái thói quen đó. Tại vì nguyên cái chủng tử họ gieo là luôn luôn nói những lời khó nghe, những lời độc ác. Có người lại là con rắn độc chuyển sinh, nên oán giận, căm thù. Con rắn ở trong tâm nó hay là nuôi những cái mầm hận. À, cho nên người ta nói giết rắn là hay bị trả thù đến ba mấy kiếp vân vân. Và nếu con người lúc nào cũng mang lòng oán giận hận thù mà không hỷ xả được đó, thì Đức Phật nói tuy làm người nhưng mang chủng tử của loài rắn. Có con người lúc nào cũng nhút nhát và sợ hãi, đó là chủng tử của những loài thỏ. Loài thỏ đó nhút nhát và sợ hãi. Bây giờ sao để hóa giải những cái điều đó đây? Làm cách nào các vị? Tu tập. Phải tu tập. Trên đời này không có cách nào khác là phải tu tập. Tu như thế nào? Đó, bốn pháp thành tựu tinh tiến. Tin Phật Pháp Tăng là phải vâng lời dạy của Phật Pháp Tăng. Phải hỷ xả, phải bố thí, phải yêu thương. Thì mới chuyển hóa các chủng tử xấu ác. Nó theo chúng ta từ kiếp trước cho đến hôm nay. Phải chuyển hóa đi thôi. Ai cũng có những chủng tử hết. Sư cũng có nè. Chủng tử xấu ác ấy, ngồi yên, rồi ngồi lắng lòng, suy nghĩ coi cuộc đời mình cái chủng tử xấu ác trong mình là cái gì. Các vị biết không, cái gì cũng có hết. Tham cũng có, sân cũng có, si cũng có, yêu thích cũng có, đắm nhiễm cũng có, say mê cũng có. Tất cả những chủng tử đó đều có trong cái con người của sư đây nè. Nhưng mà vì sao bây giờ Đức Phật lại cho sư một cái nhân duyên đi giảng kinh thuyết pháp các đạo tràng? Tại vì sư cũng hết lòng vâng lời thầy tổ, vâng lời Phật dạy, tu tập sám hối chuyển hóa các hạt giống xấu ác đó. Cho nên ai cũng sẽ có những chủng tử xấu ác, mà vấn đề là gì? Tu tập để ra khỏi bể khổ sông mê. Đó, Đức Phật dạy đó. Tất cả những điều khổ trên thế gian này đều xuất phát từ cái thân này. Trong tấm thân một trượng này đó là đủ thứ sự khổ. Mang thân người là phải chịu những nỗi khổ. Muốn thoát khỏi bể khổ chỉ có một con đường tu luyện mà thôi. Tinh tấn bất thối chuyển. Ấm mờ là phải ăn hành tây, nhớ không nào? Ăn đòn phạt tiền, nhớ không nào? Đó. Ấm mờ là không bao giờ đi đến đâu hết, là khổ hoài. Đó. Cho nên nhân thân nan đắc, Phật pháp nan truy. Được thân người rất khó, nghe Phật pháp rất khó. Một khi hai mắt nhắm lại rồi, người ta sẽ vật lộn trong sáu nẻo luân hồi, do chúng ta đã tạo nghiệp ác quá nhiều trong kiếp sống này và những kiếp sống trước. Do vậy chúng ta phát nguyện tu hành sám hối, nghe một thời pháp chỉ một thời thôi mà tinh tấn tu tập, nó có kết quả hơn cái người quanh năm tụng kinh gõ mõ mà không chuyển hóa, không thay đổi các thói hư tật xấu của chính mình.
Có như vậy, chúng ta sẽ vượt qua các cái cõi xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà chúng ta có những cái cuộc sống an vui và hạnh phúc. Người xưa thường hay nói, sông có khúc, người có lúc. Ý nói cuộc đời mình thăng trầm, thịnh suy. Cho nên khi trầm đó, khi suy đó, thì phải kiên nhẫn tu tập. Chứ còn người khi suy là hay làm bậy, khi suy là hay túng. Đó là người ta hay nói là gì? Là khi túng lên là làm bậy, phải không nào? Rồi khi túng lên là mượn nợ, khi túng lên là trộm cắp, khi túng lên là nghĩ ra các chiêu bài bậy bạ. Người ta sông có khúc, người có lúc. Lúc thăng lúc trầm đều phải kiên nhẫn tu tập. Thăng là phải tu tập nhiều hơn, để cái sự thăng của chúng ta nó thăng an lạc trong chánh pháp. Nó trầm là biết nhân quả báo ứng nó đến, phải tu tập để chuyển hóa các cái quả báo xấu xa trong cuộc đời. Cuộc sống này nó rất là đơn giản thôi, nói chưa nào, như một con sâu, sâu bướm nằm trong cái kén. Nó nằm trong cái kén nó thấy rất là thoải mái, các vị thấy không? Đó. Vì đó là nó an toàn và tiện nghi, nằm yên trong cái kén. Mà theo thời gian con sâu nó lớn lần lần lên, tự nhiên mọc râu mọc cánh ra, thì cái vỏ kén nó hết, hết bình yên, nó hết an toàn, nó chật chội. Lúc này trở thành một nhà tù giam hãm cái con sâu đó. Nhưng con sâu vẫn phải nằm im trong kén, phải hoàn thiện cái cơ thể của con sâu, rồi có sức mạnh. Đó. Mặc dù lúc đó giống như một cái xác ướp bó băng keo, khó chịu lắm, nhưng phải nằm yên trong cái vỏ kén đó, để một ngày kia đủ lông đủ cánh, đó, nó tung cái vỏ kén kiên cố kia mà bay ra ngoài. Mà nó phải chịu đựng làm cái thân kén đó cả một thời gian dài, bức rứt, khó chịu, ngột ngạt. Đó. Nếu có ai đến mà xé cái vỏ trước thời gian, con sâu trưởng thành nó sẽ chết, nó chưa đầy đủ lông cánh. Cho nên thành bại của cuộc đời chúng ta cũng là như thế. Khi mọi việc không như ý, đời sống còn khổ đau, thất bại, con cái bất hiếu, làm việc gì cũng không thành tựu, chúng ta phải nhớ như con sâu bướm còn nằm trong cái vỏ kén, công đức chưa đủ thì đừng có vung văng ra mà làm việc này, việc khác. Càng khổ đau, càng khó khăn, lại càng phải tinh tấn tu tập. Khi đầy đủ hết rồi, phá cái vỏ kén, bay trên mấy tầng không. Cũng như con người chúng ta, khi đủ công đức rồi thì làm việc gì cũng dễ dàng, cũng hoan hỷ, cũng an lạc. Còn làm mà khó khăn thì chúng ta sẽ biết rằng là chưa đủ phước đức và tội nghiệp cũng còn rất là nhiều. Cho nên nghĩ như vậy mà tinh tấn tu tập. Kết thúc thời pháp này, sư muốn nhắc nhở với các vị rằng cái nội dung chính hôm nay nhắc các vị phải kiên trì tinh tấn tu tập trong chánh pháp. Đời sống mình phải có lập trường, phải chưa nào? Nếu mình không có lập trường, nay thế này, mai thế khác, đến chết mình cũng không có một tư lương nào cho cuộc sống của chúng ta. Và đừng có tham, cứ từ từ, chậm rãi mà nhặt hoa rơi, ở cho có trí hơn người trèo cao. Cứ từ từ mà nhặt hoa đi các vị. Sư phụ hỏi nếu muốn đun ấm nước nhưng mà nửa chừng hết củi con làm sao? Các vị trả lời đi. Đang nấu nước, bây giờ cái củi còn chút xíu mà nước chưa sôi, các vị làm sao? À, đi lấy củi hả? Rồi đi lấy củi. Một đệ tử khác, con đi lấy củi. Chà, lâu quá thì thầy muốn nước, uống nước trà bây giờ nè. Một vị khác nói vậy, con đi qua bên nhà hàng xóm con mượn để con nấu cho nhanh. Chà, còn phải đi mượn nữa, không biết củi bên đó ướt hay khô. À, một đệ tử khác nói con đi mua là có liền. Chà, từ đây chạy ra chợ cũng xa quá. Như vậy phải làm cách nào là nước sôi nhanh nhất các vị? Quá giỏi, đổ nước ra, bớt đi, còn một chút là sôi ngay. Đó, cho nên sự đời không thể vạn phần như ý, xả bỏ bớt đi. Đừng đòi trăm sự như ý, đừng có chúc nhau là gì? Vạn sự như ý, chúc cho vui. Đời có một điều như ý là phải cảm ơn cuộc đời rồi. Mà cái điều như ý mình đang có là gì? Được thân người, không mù, không câm, không điếc, không tật nguyền, lại được nghe pháp,
đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời mà chúng ta phải trân trọng. Đó, thầy tri sự ở đây biết chùa của sư mỗi tháng mấy trăm người mù họ về tu tập, mà cái ngày tất niên 12 tháng chạp là 1.000 người mù sẽ về. Các vị thấy không, cái bất hạnh của họ là không thấy gì hết. Cái bất hạnh của họ là chỉ nghe tiếng sư thôi, chứ không biết sư ra sao. Và lạy Phật là biết bon thì lạy xuống, chứ cũng không nhìn thấy Phật và Bồ Tát là như thế nào. Cuộc đời của họ là bóng tối. Vậy mà sư vẫn phải thuyết kinh giảng pháp để khai mở ánh sáng Phật Pháp cho họ. Mắt mù nhưng tâm không mù. Còn mình à, có mắt sáng, có tai nghe, có trí tuệ, có thân thể vẹn toàn. Chỉ có một điều là tinh tấn tu tập và xả bỏ bớt mới có thể là được an vui. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ. Hôm nay tại đạo tràng chùa Bửu Quang tổ chức khóa tu học một ngày lần thứ 84. Hôm nay đầy đủ duyên lành nhận lời mời của ban tổ chức, Ni sư đã hoan hỷ dành sự ưu ái cho đạo tràng Phật tử chùa Bửu Quang đã quang lâm về đạo tràng để tuyên dương pháp ngữ, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thay lời cho Hòa Thượng Viện Chủ cùng ban tổ chức khóa tu cùng toàn thể đạo tràng, xin tri ân công đức của Ni sư giảng sư và kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Ni sư pháp thể khinh năng, Phật sự được viên thành, để luôn luôn là ngọn hải đăng hướng dẫn cho hàng Phật tử tại gia tu học theo chánh pháp của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.